chế tạo tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng. Bùi Văn Miên, chú tại huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình, vừa bị cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh Hải Dương ra quyết định khởi tố. Tiến hành điều tra Lê Thanh Hồng ở Thanh Hà, Hải Dương khi tàng trữ một khẩu súng tự chế bắn đạn hoa cải, Hồng khai vừa mua súng của Bùi Văn Miên. Khám xét tại nhà Miên, tổ công tác thu giữ 8 khẩu súng tự chế bắn đạn hoa cải, trong đó có 4 khẩu cắt ngắn nòng cùng 25 viên đạn đã thành phẩm, 24 vỏ đạn, một gói thuốc nổ và các máy móc công cụ để chế tạo súng. Ngoài việc tự chế tạo súng thì Miên khai nhận còn mua các bộ phận của súng về để lắp ráp thành súng để bán kiếm lời.